Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Quỳnh và hôm nay Quỳnh sẽ làm một cái video để review một cái siêu phẩm phấn nước mà nó cực kỳ là thần thánh luôn. Và đấy chính là siêu phẩm phấn nước của Lazivado, là một thương hiệu mỹ phẩm đến từ Hàn Quốc và Quỳnh đã sử dụng. Bây giờ Quỳnh sẽ test cho các bạn xem nha, xem về chất lượng nhé. Thì ở bên trong nó cũng có phần gương này, cũng có bông phấn này đấy, và bên dưới là một lớp phấn nhé. Thì Quỳnh rất thích ở cái thiết kế bên ngoài, nó trông rất là huyền bí, màu đen thì trông nó rất là sang chảnh rồi. Và cái bông phấn này ấy, thì được thiết kế bởi công nghệ hiện đại với ba lớp vải ấy. Khi mà chúng ta đánh lên da thì nó rất là mềm mịn, nó không bị khô và nó tiệp luôn phấn vào da, và hơn nữa là được kháng khuẩn 99.9%, nên mà khi chúng ta sử dụng hay là dùng cho người thân ấy, thì chúng ta không lo là bị dị ứng hay là bị các chất độc hại gây hại cho da của chúng ta. Và chúng ta lưu ý là khi mà chúng ta dùng phấn nước ấy, thì chúng ta nhớ dưỡng da trước. Và những bạn nào mà da hay bị bắt nắng thì chúng ta có thể sử dụng cái kem chống nắng nhé, cùng thuộc Lazivado luôn. Thì sau đó chúng ta hãy dùng phấn nước thì chúng ta sẽ chống nắng an toàn và tốt nhất. Thì bây giờ Quỳnh sẽ test cho các bạn cùng xem nha. Trước khi sử dụng là Quỳnh đã làm sạch da và dưỡng da qua một lớp rồi bằng những cái sản phẩm của Lazivado luôn các bạn nhé. Thì bây giờ Quỳnh sẽ test 1/2 khuôn mặt của mình để các bạn nhìn rõ hơn nhé. Chúng ta sẽ dặm nhẹ một chút phấn ở đây, sau đó chúng ta dặm nhẹ ở trên khuôn mặt nhé. Chúng ta đừng có thoa, mà chúng ta nhớ là dặm nhẹ. Đây, bây giờ Quỳnh sẽ test nhé, xem ưu điểm của nó mang lại là gì nha. Khi mà Quỳnh test ở trên da ấy, thì những cái vết thâm ấy, vết mụn của Quỳnh thì nó gần như che phủ rất là hoàn hảo và không tì vết các bạn ạ. Đây, và Quỳnh sẽ cho thêm một ít khuyết điểm ở trên khuôn mặt này, các bạn thấy được những cái ưu điểm rõ rồi không? Đây, đây các bạn nha. Đấy, bây giờ Quỳnh sẽ test lại cho các bạn xem nhé. Đấy, khi mà Quỳnh ấy lên thì những cái vết thâm nhá, đây các bạn thấy không, những cái khuyết điểm nó được che phủ rất là nhanh chóng, và cái lớp phấn thì nó tiệp lên da luôn, tạo cho chúng ta một cái lớp da cực kỳ là mịn màng luôn các bạn. Trông nó cực kỳ là căng bóng và khỏe mạnh luôn nhá, nó không bị bị lố quá mà trông màu cũng rất là tự nhiên. Đấy, chúng ta dặm nhẹ ở trên da của chúng ta nha. Các bạn thấy không ạ? Chỉ trong một chốc lát thôi là những cái khuyết điểm này, và đặc biệt là cái này thoa lên căng bóng, bởi vì trong cái sản phẩm này nó được chiết xuất từ sữa ong chúa và ceramide, là những cái chất mà cấp ẩm cho da, nên mà khi chúng ta dùng nó không bị khô, vừa make up đẹp mà lại vừa dưỡng và chăm sóc da luôn. Và chỉ số chống nắng của cái này cũng cực kỳ là tốt, tận SPF 50+ và BA3+, nên là chống lại tia UVA và UVB cực kỳ là hoàn hảo luôn. Các bạn thấy không ạ? Đây là khuôn mặt Quỳnh vừa tia cho thêm một ít khuyết điểm ấy, thì Quỳnh chỉ dặm nhẹ một lớp phấn thôi thì nó là che phủ hết được rồi. Các bạn thấy không ạ? Một bên nó rất là lắng mịn và trắng hồng, còn một bên thì các bạn thấy không? Đây. Khi đánh và hôm nay Quỳnh cũng thực hiện cái thử thách luôn, là Quỳnh ngồi quay video và trong phòng không có điều hòa, không có quạt, thì để xem mồ hôi cũng như dầu ấy, lượng dầu trên da nó tiết ra, thì cái phấn này nó kiềm được dầu và kiểm soát lượng dầu và mồ hôi trên da của chúng ta ấy. Nên mà khi nó không bị biết dính ở trên da, đúng không, mồ hôi nó đổ ra. Nên các bạn yên tâm thoải mái dùng nha. Đấy, các bạn thấy vùng cổ Quỳnh rất là nhiều mồ hôi đấy, nhưng mà ở khuôn mặt cũng rất thế, rất là nhiều mồ hôi, nhưng mà khi Quỳnh dọn phấn ấy thì nó hoàn toàn kiểm soát được và nó không bị biết dính nha các bạn nha. Đấy, các bạn thấy không ạ? Đây là khuôn mặt của Quỳnh mà vừa dặm nhẹ qua một lớp phấn thì nó cực kỳ là căng mướt luôn các bạn nha. Đấy, nếu mà các bạn nào nhìn không rõ thì Quỳnh có thể test ở trên khuôn mặt phần tay của mình cho các bạn cùng xem nhé, để xem cái độ mịn cũng như cái tone màu ấy, nó có hai tone cực kỳ là thích luôn.
cho bạn nào thích sáng và bạn nào thích màu tôn tự nhiên, đánh lên nó rất là móng, nó cảm giác như đánh mà không đánh phấn ấy. Đấy, đây bạn thấy không ạ, có sự khác biệt rất là tốt đấy. Và bây giờ Quỳnh sẽ thoa dạo nhốt cái phần bên cạnh nhé, khuôn mặt còn lại nhé. Chúng ta lưu ý là dặm nhẹ ở trên da của chúng ta nhá. Các bạn thấy không ạ, chỉ cần dặm từ 1 đến 2 lần thôi là những cái khuyết điểm ở cái này như kiểu là chúng ta bị nám hay tàn nhang ấy. Đấy, thì chúng ta có thể che phủ rất là tốt vào cái này, đặc biệt là những ai mà bị lỗ chân lông to ấy, và đặc biệt là những người bị rỗ ấy, thì nó che phủ cực kỳ là hoàn hảo và không tì vết luôn. Và những cái mụn to cũng thế. Đây các bạn thấy không ạ, Quỳnh chỉ dặm nhẹ một chút thôi. Và ở vùng mũi của Quỳnh là lỗ chân lông cực kỳ to hơn so với các vùng khác còn lại ở trên khuôn mặt, nhưng mà nó cũng che phủ cực kỳ tốt. Các bạn thấy không ạ, siêu phẩm thần thánh 3 trong 1. Chúng ta vừa make up để cho chúng ta một cái lớp nhìn, lớp nền nó mịn màng và giúp chúng ta lộng lấy tự nhiên hơn và tự tin đi ra ngoài hơn. Và bên cạnh đó thì nó vừa dưỡng da này, nó vừa chống nắng và bảo vệ da chúng ta rất là tốt, nên mà chúng ta không lo là make up nhiều thì sẽ bị khô hay là bị lão hóa nhá. Đấy, và nó rất là bền màu, giữ cho chúng ta suốt 12 ngày dài luôn, 12 giờ trong một ngày. Đấy, đây là cảm nhận của Quỳnh khi hoa xong, da rất là căng mịn, các bạn thấy không ạ? Những cái khuyết điểm như là nám, tàn nhang hay là mụn ấy, vết thâm, lỗ chân lông thì nó đều che phủ hết và có dưỡng, nên da rất là căng và bảo vệ nắng, có cái thành phần chống nắng ấy. Nên mà đi ra ngoài chúng ta tự tin đi chơi thoải mái nhất là một ngày này. Và bây giờ thì Quỳnh sẽ cho cái mũi son nhé. Và Quỳnh dùng son của La Zivado luôn, là son kem lì. Và trong này cũng có thành phần dưỡng ấy, nên mà chúng ta dùng rất là yên tâm, nó không bị khô. Đây, Quỳnh sẽ test cho các bạn xem. Và các bạn cũng có thể là đánh lòng môi hoặc là đánh cái nhé, Quỳnh thì Quỳnh thường hay đánh lòng môi. Khi mà Quỳnh thoa son lên của La Zivado lên ấy, thì nó tiệp ngay luôn vào môi. Mà dù có dưỡng mà môi nó rất là mềm, nó không bị khô các bạn nhá. Các bạn thấy không ạ, lên màu cực kỳ là chuẩn luôn. Bây giờ Quỳnh sẽ lặn qua lại một ít phấn, nó hơi bị lem. Các bạn không? Thấy không ạ, lên màu cực kỳ là chuẩn luôn. Đây là màu 1 của La Zivado, màu đỏ cam. Đấy các bạn thấy không ạ, chỉ với những cái bước đơn giản chắc là tầm 3 đến 5 phút thôi là chúng ta có một cái lớp nền rất là mịn mịn rồi. Và bạn nào lưu ý là nhớ đánh trên vùng mắt nhé. Hôm nay Quỳnh chỉ test cái vùng test phấn thôi, nên Quỳnh sẽ không make vùng mắt. Đấy các bạn thấy không ạ, chỉ trong vài phút thôi là chúng ta có một cái lớp nền tự nhiên và căng mướt rồi. Và những cái sản phẩm của La Zivado ấy thì các bạn có thể yên tâm sử dụng, vì nó có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng này. Khi mà chúng ta check mã vạch tất cả các sản phẩm ấy thì nó đều được kiểm định đàng hoàng nhé các bạn nhé. Đây là cái video mà Quỳnh review về sản phẩm mà Quỳnh đã sử dụng, chứ Quỳnh không có review linh tinh các bạn nhé. Và Quỳnh cảm thấy nó rất cực kỳ là hiệu quả và mang lại nhiều ưu điểm thì Quỳnh chia sẻ lại cho các bạn. Và những ai yêu thích video này thì các bạn nhớ đăng ký kênh của Quỳnh nhé, để đón xem những video tiếp theo. Và bạn nào có những cái siêu phẩm phấn nước nào nó cực kỳ tốt hay là nó hay thì các bạn có thể cùng comment và chia sẻ để chị em chúng ta có thêm nhiều lựa chọn hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Xin chào.